từ nhỏ và chúng rất là thuần. Thì chim này thì các bạn có thể nhìn thấy là nó được khoảng 18 ngày tuổi mà nó đã đầy đủ lông như này, cánh đuôi rất là dài. Mình đã đánh dấu nuôi cắt đuôi như thế này. Con chim này bố mẹ sinh ra là thổ đặc và chim ngoài miền Bắc. Giọng mã này là lúc này bây giờ các bạn nhìn mã gần như là mã mang mã ngỗng. Thì đôi chim này các bạn có thể thấy là một đôi rất là đẹp và rất là thuần. Hiện giờ là chỉ mấy hôm nữa là chúng có thể trỗ được. Điều quan trọng là các bạn tạo ra một đôi chim làm sao đó là gì, là chúng sẽ rất là bầu bạn với mình, rất là thuần. Cái việc này các bạn nên bắt đầu bắt ra bón riêng từ lúc khoảng 12 ngày tuổi, có nghĩa là trên cơ thể con chim vẫn chưa toẽ hết lông, các bạn hình dung là như vậy. Thì trên cơ sở đó thì cũng mong các bạn rằng sẽ mua chim về để tự bón hoặc là bắt được chim ngoài thiên nhiên. Thì các bạn bón thì nó sẽ tạo ra một con chim rất là thân thiện như thế này. Thì khi mà các bạn Bố ơi, đèn sáng nó chiếu hết rồi. Đèn sáng cái rồi. ok, quay tự nhiên đi không sao, mình quay dân dã. Thì ok, thì Nó các mở bạn chim. có thể biết là đôi chim này thì chúng đã Đúng rồi, là khá để trưởng bố. thành và dạ khá đẹp. Thì Để đây là con đôi theo chim dõi này. khá là thuần, các bạn có thể thấy đó. Đấy. Được rồi, ok, đứng khá xa tí. Bên mình cơ sở bán những con chim này là 600 nghìn, nguồn gốc là chim bố mẹ thổ. Thì do bố mẹ đẻ trứng ra mình cho chim cú pháp ấp. Thì các bạn mua những đôi chim này về, các bạn bón chúng sẽ rất thuần. Thì trên cơ sở đó thì các bạn muốn nuôi chim đẻ, các bạn nên